Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đã được Quốc hội thông qua, đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha khu công nghiệp, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê vào khoảng 80.000 ha. Thời gian tới, nhu cầu thu hút đầu tư vào các dự án trong khu công nghiệp rất lớn, ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng và lấp đầy khu công nghiệp đến thời điểm quy hoạch có thể lên tới 670 tỷ đến 720 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo ghi nhận trên báo Nhân dân, còn khá nhiều bất cập khiến cho dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chưa được như kỳ vọng. Nếu không sớm khắc phục, những rào cản này sẽ cản trở sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp và cả nền kinh tế. Dòng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh trong năm 2023 đã tạo tiền đề thuận lợi cho triển vọng tích cực hơn nữa vào năm 2024. Trao đổi với báo lao động, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh, để thu hút thêm dòng vốn FDI, các bộ ngành địa phương cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp để kết nối đối tác mới, mở rộng thị trường, từ đó khắc phục đứt gãy, gãy chuỗi cung ứng, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn từng bước tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng giá trị sản xuất nội địa. Tết Nguyên đán đang đến gần, song theo ghi nhận trên báo đại đoàn kết, ở thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng tốc tuyển dụng nhân sự để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh bước vào giai đoạn nước rút cũng như bổ sung nguồn lao động cho kế hoạch sản xuất tiếp sau. Những tín hiệu này được kỳ vọng là sẽ làm thị trường lao động ấm lên trong năm 2024. Đáng chú ý, lĩnh vực sản xuất liên quan đến điện, điện tử là những ngành tăng tuyển dụng nhiều nhất. Ngoài ra các ngành khác như là may mặc cũng có sự thay đổi, vì thế kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng. Thưa quý vị, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng cục quản lý đầu tư xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với tiến độ triển khai các dự án như hiện nay, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025. Vướng mắc lớn nhất hiện nay đó là việc cung ứng cát sông cho các dự án Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau bị chậm. Hiện Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với địa phương để đẩy nhanh thủ tục ưu tiên thi công đoạn đắp cao với thời gian gia tài lớn. Nếu nguồn cắt sớm được khơi thông, dự án sẽ cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Năm 2023 là một năm đầy khó khăn của ngành công nghiệp Hà Nội khi hầu hết các thị trường xuất nhập khẩu lớn giảm sút, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất xuất khẩu. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, để hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2024, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Song một số ý kiến chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần được hỗ trợ để dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn. Các cơ quan cũng cần nghiên cứu để hạ các điều kiện tiếp cận vốn cho vay linh hoạt hơn, đặc biệt là yêu cầu về tài sản thế chấp. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết lạnh dưới 10 độ C có thời điểm kèm theo mưa khiến cho đời sống cũng như là sản xuất của người dân trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nặng nề. Tại nhiều khu chợ lao động, giữa thời tiết lạnh giá, những lao động tự do vẫn phải gồng mình để kiếm thêm thu nhập lo toan cho một cái Tết của gia đình. Theo ghi nhận của báo Kinh tế và Đô thị, tại một số bệnh viện trong những ngày trời rét đậm, bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng cao, chủ yếu là ở nhóm đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền, cá biệt còn có khá nhiều người trẻ mắc đột quỵ. Số lượng trẻ thăm khám nhập viện điều trị trong những ngày rét đậm rét hại tăng hơn so với trước đó khoảng 20%. Báo Giáo dục và Thời đại dẫn thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ GN.1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023. Đây là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm, đồng thời là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Theo WHO, GN.1 có những đặc điểm kháng nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, gây dễ, dễ lây truyền hơn, do đó đã nhanh chóng chiếm ưu thế trong các biến thể SARS-CoV-2 gây bệnh toàn cầu. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các biến thể phụ khác của Omicron. những nội dung của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình trong ngày mới của truyền hình nhân dân tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại